Nhân kỷ niệm 10 năm thành lập, Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đã tổ chức chương trình sinh hoạt chính trị tại quê Bác. Trong không khí tràn đầy cảm xúc và tình cảm thiết tha với Chủ tịch Hồ Chí Minh, hơn 300 cán bộ đảng viên tiêu biểu đại diện cho hơn 1.800 đảng viên của 24 đảng bộ trực thuộc đã dự lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Đảng bộ Tổng công ty với chủ đề Thập kỷ đột phá, tương lai phát triển. Lễ kỷ niệm được tổ chức long trọng, hào hùng và thấm đượm tình cảm biết ơn với các thế hệ lãnh đạo Đảng bộ Tổng công ty qua các thời kỳ. Nhân dịp này, đoàn cán bộ đảng viên Tổng công ty đã đến thăm khu di tích ngã ba Đồng Lộc, nơi ghi dấu chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam, khu di tích Hoàng Trù, quê ngoại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, làm lễ dâng hương và viếng thăm phần mộ bà Hoàng Thị Loan. Trước đó, Đảng bộ cũng đã tổ chức hàng loạt các hoạt động đầy ý nghĩa mừng sinh nhật Đảng bộ tròn 10 tuổi, như tổ chức đoàn cán bộ đảng viên thăm và tặng quà các chiến sĩ biển đảo Trường Sa, tổ chức cuộc thi viết Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam 10 năm một chặng đường và phát động phong trào thi đua rộng khắp trong công đoàn, đoàn thanh niên Tổng công ty cùng thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập Đảng bộ Tổng công ty.